Được biết đến là mảnh đất với một hệ sinh thái trù phú, những điểm du lịch tuyệt đẹp, những cánh rừng nguyên sinh. Huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang còn nổi tiếng với loại chè san tuyết cổ thụ ngon và quý. Mọc tự nhiên ở độ cao hơn 1.000 mét so với mặt nước biển, khí hậu mát mẻ quanh năm. Những cây chè san tuyết có mùi thơm đặc trưng, chất chiêu tinh túy của núi rừng đang được người dân chăm sóc, bảo vệ hàng trăm năm qua. Chè san tuyết đã và đang giúp người dân Na Hang thoát khỏi đói nghèo và ổn định cuộc sống. Xin chào quý vị và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cuộc sống nhà nông tuần này. Thưa quý vị, thưa các bạn, với độ cao gần 1.200 mét so với mực nước biển, khí hậu ôn hòa quanh năm, thì những năm vừa qua thì những người dân ở xã Hồng Thái, huyện Na Hang của tỉnh Tuyên Quang đã sinh sống và dựa vào rừng và cũng như là các cái sản vật, đặc biệt là những loại cây trồng bản địa đem lại giá trị kinh tế cao. Và trong cuộc sống nhà nông tuần này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cuộc sống của những người nông dân tại xã Hồng Thái để cùng tìm hiểu xem họ đang sinh sống và dựa vào rừng và những cây bản địa như thế nào. Xin mời quý vị. Cún cho gió cù cho mẹ nhuộm mông ua trên nhỏ bé to trong tuôn na tuôn nồng chi mũ cơn ta. Những câu hát của cô gái người Mông cũng chính là thể hiện niềm vui trên những nương chè và vụ thu hái. Đối với bà con đồng bào người Mông ở Hồng Thái, cây chè đã gắn bó với họ từ hàng trăm năm qua. Vâng, thưa quý vị, và những công việc đầu tiên trong một buổi sáng của những người dân ở Hồng Thái đó là đi hái chè săn tuyết cổ thụ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với cả những người dân ở đây đi hái chè nhé. Bây giờ là 7 giờ sáng ạ. Khi mà có ánh nắng mặt trời lên thì mọi người mới bắt đầu đi hái chè. Nằm ở độ cao gần 1.200 mét so với mực nước biển, xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, quanh năm khí hậu mát mẻ, phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của nhiều loại cây trồng, trong đó có cây chè san tuyết. Toàn xã hiện có 64 hecta, trong đó có 29 hecta chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi, 35 hecta chè trồng trên 20 năm tuổi đang được bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn chăm sóc, thu hái và bảo vệ. Để làm ra những mẻ chè san tuyết thượng hạng, ngay từ sáng sớm, khi mặt trời ló dạng, công việc của những nông dân ở Hồng Thái đó là đi hái chè san tuyết. Hôm nay thì trời khá là nắng đúng không? Vâng ạ. Chúng ta có phải chọn giờ để đi hái chè không hay là cứ mình rảnh xong là mình mới đi ạ? Mình cũng rảnh đi và có ngày thì mình dù có việc nhưng mà chè nó mọc lên thế này mình sợ già ấy, xong là mình cũng phải đi. Hôm nay là chúng ta sẽ hái loại chè thế nào ạ? Một tô một lá. Một tô một lá, loại chè đặc sản đúng không ạ? Em thấy là những cái cây chè đây thì cũng không quá cao ấy. Em đi một số vùng thì nó mọc rất là cao, nhưng mà tại vùng Hồng Thái của chúng ta thì cây chè nó không cao lắm. Chúng ta để nó như thế này hay là do nó không lên được nữa? Chúng ta để thế này thôi, một năm là chúng ta sẽ tỉa một lần. À, do chúng ta tỉa để cho nó ngắn bớt đi. Một phần là để cho nó ra nhiều búp hay là để cho thấp để chúng ta dễ hái ạ? Để cho nó ra nhiều búp ạ. Nếu mình không tỉa thì nó không ra được nhiều, với lại nó cao lên thì nó không ra, nó toàn là cái lá dài dài này. Nhưng mà mình tỉa một năm, mình cứ tháng 12, tháng cuối tháng 12 là mình tỉa, xong là tháng 2, tháng 3 là lại mọc rất nhiều, nhưng mà nếu mình không tỉa thì không mọc. Wow. Thế ví dụ như là những cây chè này chúng ta đã có cái tuổi đời là bao nhiêu năm rồi ạ? Nhất cũng phải 20 năm. Vâng. Wow, thế là chứng tỏ là cuộc sống của bà con ở đây chúng ta hầu hết là dựa vào cây chè nhỉ? Dựa vào cây chè. Vâng. Thế mỗi một tháng ví dụ như là gia đình nhà chị thì thu nhập là khoảng bao nhiêu tiền từ cây chè này ạ? Một tháng thì ít nhất phải 5 triệu. Chứng tỏ điều rằng cây chè này đã đem lại cái cuộc sống rất là ấm no cho bà con ở Hồng Thái đúng không?
Hôm nay thời tiết cũng khá là thuận lợi để cho chúng tôi hái chè quý vị ạ. Ngày hôm qua thì trời rất là mưa và chính vì thế mà bà con ở đây chia sẻ rằng là không thể hái chè được. Bởi vì khi mà hái vào trời mưa thì về sơ chế thì chè sẽ chất lượng kém hơn. Chính vì vậy khi mà thời tiết nắng ráo như thế này thì chúng ta mới bắt đầu đi hái chè. Bây giờ tôi và các chị sẽ tập trung vào công việc hái chè. Chị ơi, làm nào em được cho được cái này xuống à? Vất vả ạ? Có rơi ra ngoài không? Cho bên này ạ. Buổi sáng là thời điểm lý tưởng để bà con hái loại chè đặc biệt, một tôm một lá. Đây là loại cây trồng không bón bất cứ loại phân hóa học nào, hoàn toàn tự nhiên, cây tự lớn với mưa và nắng. Đối với người dân xã Hồng Thái, khoảng 5 năm trở lại đây, cây chè Sam Tuyết đã giúp họ có cuộc sống vô cùng ấm no, đủ đầy. Có cái chè này thì mình cải thiện cuộc sống nhiều hơn. Và cuộc sống con ăn học thì mình cũng không còn phải lo cái tiền ăn học nữa. Với lại tiền ăn bánh kẹo buổi sáng, lúc buổi sáng con đi học bánh mì này, sữa thì mình cũng cần phải lo. Mỗi buổi sáng mình cho con đi học 10.000 thì mình đi hái chè là mỗi ngày là mình trung bình là 200.000. Mình không cần phải lo, mình thấy rất là vui. Vâng. Hiện đời sống của nhiều nông dân đã được nâng cao, thậm chí là khá giả. Như gia đình anh Triệu Văn Vịnh, chỉ tính riêng 4 hectare chè Sam Tuyết mà gia đình anh đang sở hữu cũng cho thu nhập khoảng 280 triệu đồng mỗi năm. Cuộc sống của bà con thì nó cũng thay đổi rất nhiều. Mỗi một năm thì trung bình nhất là tôi thu được 70 triệu một ha. Dù không sở hữu diện tích lớn các đồi chè Sam Tuyết như anh Vịnh, nhưng với nhiều hộ dân khác như chị Vinh, đi hái chè thuê cho hợp tác xã Sơn Trà mỗi ngày cũng đủ giúp gia đình chị có của ăn, của để. Mỗi kg chè tươi, chị Vinh được trả 40.000 đồng. Như vậy, mỗi ngày hái được 6kg chè tươi, chị Vinh cũng sẽ thu được khoảng 240.000 đồng. Nhờ vậy, chị Vinh cùng nhiều bà con khác trong xã luôn có việc làm và thu nhập ổn định. Của hợp tác xã thì nó còn kiểu như còn mọc, họ không có thời gian đi hái ấy. Xong là mình, họ thuê mình đi hái, mình lấy một tô một lá như này. Một tô một lá thì 50.000 thì mình cho họ 10.000. Xong là mình lấy 40.000, mình đi hái cái loại 20.000 thì mình lấy 15, họ lấy 5.000. Đấy là vậy, tôi cũng không cần phải lo. Mà lúc nào cũng có tiền, mà ngày nào cũng có việc làm. Mà con ăn học thì cũng không cần phải sợ. Ngoài diện tích chè Sam Tuyết cổ thụ, bắt đầu từ năm 2006, người dân xã Hồng Thái đã trồng thêm một số diện tích chè Sam Tuyết để phục vụ cho nhu cầu thị trường. Vào thời điểm đó, việc thu hái tự nhiên không đủ để cung ứng cho các lò sấy thủ công. Hơn nữa, nếu chỉ thu hái từ các cây chè có sẵn mà không có chủ trương bảo vệ, bảo tồn thì sẽ nhanh chóng làm suy kiệt chất lượng chè, nên nhiều người dân đã tập hợp lại, xây dựng tổ hợp tác để trồng và chế biến chè Sam Tuyết thương phẩm. Nhờ vậy mà cuộc sống của các hộ dân ở Hồng Thái bắt đầu thay đổi và ngày càng khấm khá hơn. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, bây giờ thì cũng đã là gần 10 giờ trưa và chúng tôi cũng hái được khá nhiều chè rồi. Và bây giờ thì tôi và chị Vinh cũng như là bà con sẽ mang chè về xưởng sơ chế của hợp tác xã để chúng tôi bắt đầu những cái bước tiếp theo, đó là sơ chế chè. Chị Vinh ơi, chúng ta về thôi ạ. Thế ạ, chị em mình đi ạ. Nhờ vào liên kết sản xuất từ khâu nguyên liệu đầu vào, nên trung bình mỗi ngày hàng trăm kg chè Sam Tuyết của bà con thu hái đã được hợp tác xã Sơn Trà thu mua. Từ chỗ phải bán lợn, bán gà mỗi khi cần tiêu đến tiền, giờ đây các hộ dân ở Hồng Thái đã tự chủ được về kinh tế nhờ vào cây chè. Tôi có nói đùa bà con nhân dân địa phương ở đây, nếu như bây giờ hiện nay hợp tác xã không thu mua chè nữa thì bà con sẽ như thế nào? Thì bà con nhân dân địa phương bảo là nếu như hợp tác xã không thu mua chè nữa thì chúng tôi rất là khó khăn. Vì trước đây chúng tôi đi chợ, đi búa thì chúng tôi muốn mua một gói mì chính, muốn mua một gói muối, chúng tôi phải mang theo con lợn hoặc con gà hoặc là một túi ngô lúa
đi chợ đi bán thì mới có thể mua được về. Nhưng mà hiện nay chúng tôi trong nhu cầu thiết yếu của gia đình, chúng tôi muốn đi chợ, muốn mua sắm cái gì của gia đình là chúng tôi có thể đi mua được ngay. Nên là hiện nay là để hợp tác xã phát triển như thế mà thu mua chè cho bà con như thế, bà con nhân dân ở đây rất là vui mừng và phấn khởi. Nhiều định vùng trồng và thời tiết thuận lợi, cây chè san tuyết cho thu hái quanh năm. Trung bình mỗi ngày, một người dân thu hái được từ 5 đến 7kg chè tươi. Nếu tính cả tháng, họ sẽ có thu nhập tăng từ 7 đến 9 triệu đồng. Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm vừa qua thì cây chè san tuyết đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực của xã Hồng Thái, đặc biệt là của những thành viên của hợp tác xã Sơn Trà. Và cây chè san tuyết trong những năm vừa qua đã trở thành một trong 80 sản phẩm tiêu biểu của quốc gia. Và chính sự liên kết này đã tạo ra những giá trị rất lớn cho cây chè san tuyết, và đúng không ạ, thưa ông Phố? Không phải riêng hợp tác xã mà kể cả những các thành viên vùng, những các hộ dân, hợp tác xã liên kết với các hộ dân có cây chè thì đều được nâng cao cái giá trị và được tăng thêm thu nhập cho bà con nhân dân được ổn định. Cụ thể nào? Bởi vì em cũng được biết là sản phẩm chè san tuyết của Sơn Trà đã là một trong 80 sản phẩm tiêu biểu quốc gia. Vậy thì cái hành trình mà để đạt được cái kết quả đó thì chúng ta đã phải trải qua những cái vất vả và những cái khó khăn như thế nào ạ? Cái vất vả thì không thể nói hết được. Vất vả là hợp tác xã này, từ đầu là hợp tác xã thành lập thành tổ nhóm, xong sản xuất 5 năm, sản xuất được 4 năm. 4 năm thế là không tìm được đầu ra, mà chất lượng không nâng cao được chất lượng. Rồi đầu ra là khó, không thể bán, chất lượng không cao thì không bán được. Thế hợp tác xã mới cũng lúc bây giờ thì gần như là một số các thành viên tổ cũng đã bỏ rồi đấy. Lúc bây giờ lại bắt đầu họp các thành viên lại, thôi bây giờ góp vốn vào để đi mua những cái công nghệ tiên tiến. Đấy, bạo dạn. Đấy, mua công nghệ tiên tiến, không bảo có một số thành viên thì bảo là nếu mà mua về Nguyễn Cúc làm được thì làm thế nào, thế mà chắc chắn là làm được, họ làm được thì mình sẽ làm được. Thế thì mới cũng mạnh dạn đi đầu tư cái công nghệ tiên tiến đốt bằng ga. Đấy, từ lúc đó thì cái chất lượng nó nâng cao rõ rệt luôn. Thì lúc đó thì khách hàng mới sau tay, khi khách hàng người ta mua một lần xong lại thấy gọi mua nhiều lần là mình thấy rất là phấn khởi cái chỗ đó. Xong là đi tiếp thị rồi đi xúc tiến thương mại, đặc biệt là từ chính quyền địa phương cho đến huyện đến cấp tỉnh rồi sở nông nghiệp các ban ngành rất quan tâm. Cho nên là giữa hợp tác xã cũng nỗ lực rồi đi xúc tiến thương mại tìm ra thị trường, cho nên hiện nay là hợp tác xã Sơn Trà, cái sản phẩm chè san tuyết của Sơn Trà là có chỗ đứng trên thị trường. Vâng, như em vừa thấy là có bà con thu nhập tới hơn 1 triệu đồng trong vòng 2 ngày đúng không ạ? Rất là cao, nếu mà so sánh trung bình với cái thu nhập của bà con ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số như vậy là rất là cao chứ không phải là thấp đúng không ạ? Cuộc sống bà con nhân dân hiện nay là thay đổi rất là nhiều, bởi vì trong cái sản phẩm chè này, cái năm vừa qua là hợp tác xã về đích nông thôn mới thì cái chè này nó góp phần rất là lớn về trong cái tiêu chí thu nhập. Có lẽ thì rất nhiều người quan tâm đến vấn đề đầu ra cho sản phẩm, vì rõ ràng sản xuất của chúng ta đang tốt, rất là tốt rồi. Từ thu hái rồi đến sản xuất rồi đến đóng gói, nhưng mà còn vấn đề đầu ra cho sản phẩm hiện nay thì chúng ta có gặp nhiều khó khăn hay không? Cái đầu ra của sản phẩm trong 3 năm trở lại đây thì hợp tác xã Sơn Trà thì gần như nó không đủ bán. Không đủ bán. Vâng, không đủ bán. Vâng. Thế nhưng mà trong cái năm nay thì đầu năm thì làm cũng không kịp đi cung cấp ra thị trường. Tức là đến cuối tháng 3 rồi mới các đại lý như ở các tỉnh, ở thành phố bắt đầu mình mới cung cấp được chè, người ta gọi từ sau Tết người ta đã gọi rồi. Thế nhưng mình không có sản phẩm, làm sản phẩm nó ít ấy, ở trên này nó lại thời tiết nó lạnh, cho nên là gần như chè nó ngủ đến 5 tháng liền. Dạ. Đấy, chè ngủ đến 5 tháng rét ấy, chè không mọc. Đấy, sau đó thì vào những cái chính vụ này thì lại nhiều chè. Dạ. Thế nhưng mà trong năm nay thì nó dịch bệnh nhiều, cho nên là cái giao thương nó cũng hạn chế. Dạ. Mọi cái rồi là các cuộc họp rồi đi chuyến đi công tác của các bác lãnh đạo rồi là hoặc là kể cả những người bình thường mình đi thăm bạn hoặc là đi làm đây đó thì cũng hạn chế đi. Thì trong thời điểm hiện nay hợp tác xã đang rất là cái đầu ra lại hơi kém ở cái thời điểm này. Nhưng mà em hy vọng rằng là sau khi mà đợt dịch kết thúc thì cái đầu ra của chúng ta lại ổn định thôi. Đây là cái khó khăn chung của toàn xã hội rồi, không chỉ riêng của hợp tác xã chúng ta, vì chúng ta đều cố gắng để cùng vượt qua cái giai đoạn khó khăn này thôi ạ.
Thưa quý vị, thưa các bạn, để tạo ra những mẻ chè ngon thì mỗi một địa phương thì đều có những cái bí quyết riêng để cho ra những sản phẩm ngon nhất. Và ngày hôm nay thì tôi cũng đang được thử sức mình trong việc là để sao và chế biến chè San Tuyết tại Hồng Thái. Và để ra một cái sản phẩm ngon thì chúng ta trước tiên phải làm như thế nào hả anh? Bắt đầu là mình muốn cái sản phẩm ngon ấy thì là mình phải lựa từ cái lúc mà mình đi hái chè về rồi, xong là mình về đến nhà mình lại phân loại thêm một lần nữa, xem cái chè mình cái chè mình hái đặt loại gì và loại gì, xong mình phân ra. Em nghe nói là chè này sau khi hái về là chúng ta sẽ phải chế biến ngay chứ không thể không được để quá lâu, ví dụ như là từ sáng đến chiều hoặc là từ tối nay đến sáng mai đúng không ạ? Đúng rồi. Vì cái chè này thuộc dòng chè sau suốt nên mình mang về, nếu mà mình chỉ để được tầm 30 cho đến 1 tiếng là mình bắt buộc mình phải làm. Nếu mà mình để lâu quá cái độ chất cái độ thơm ngon của cái chè nó sẽ không có. Dạ vâng. Thế trước tiên thì trước khi chúng ta cho vào sao thì chúng ta sẽ phải làm công đoạn gì đấy ạ? Bây giờ mình sẽ cho chè vào mẹp, xong rồi mình bật ga lên cho ga nó cho đủ nhiệt độ, xong mình bốc chè vào đấy để mình dệt men xong mình mới mang ra vỏ. À vâng, bây giờ chúng ta sẽ quét dồn thành đống luôn ạ. Vâng. Và chỉ khoảng 3 tiếng đồng hồ nữa thì chúng ta sẽ có những mẻ chè San Tuyết cực kỳ thơm ngon. Và quý vị hãy chờ nhé. Rồi anh ơi, anh em mình làm thế ạ. Trung bình mỗi ngày, các thành viên của Hợp tác xã Sơn Trà sẽ chế biến vào 2 buổi trưa và tối sau khi bà con thu hái chè về. Sau khi chè héo bớt, những công nhân như anh Vịnh sẽ chuẩn bị công việc sao chè. Trong lúc chờ máy sấy nóng lên, tôi giúp anh Vịnh cho chè vào các mẹt đều nhau như thế này. Sau khi nhiệt độ trong lò sấy lên tới 400 độ C, anh Vịnh bắt đầu cho những mẻ chè vào lò để sấy. À, mỗi một mẻ mình chỉ cho một cái mẹt này thôi à? Dạ vâng, một cái mẹt này thì là nó tương đương với 7 cân rồi ạ. 7 cân à? Vâng. Thế tại sao mình không cho được nhiều hơn hả anh? Nếu mà mình cho nhiều hơn ý, thì cái chất lượng của cái chè nó sẽ giảm đi ạ. Vâng, thế thì sao được cần này đúng, chú này chè cũng tốn khá nhiều thời gian anh nhỉ? Từng này thì mất đi 30 phút. Thế khoảng bao nhiêu lâu thì chúng ta sẽ lại cho ra được ạ? Tầm hơn 2 phút một tí là ra một mẻ. Chứng tỏ là để làm ra một mẻ chè không hề đơn giản đúng không ạ? Dạ vâng. Wow. Sau khoảng 3 phút, những mẻ chè đầu tiên ra lò, công đoạn này được gọi là diệt men. Chè sau khi sấy sơ sẽ được cho vào máy để vò. Nhờ vào việc áp dụng khoa học công nghệ, việc sao chè hiện tại đã đỡ vất vả hơn rất nhiều so với sao thủ công trước kia. Hơn nữa, thời gian sao chè cũng rút ngắn xuống còn một nửa. Nếu trước kia sao thủ công phải ít nhất 6 tiếng mới được một mẻ, nay sử dụng máy móc, chỉ cần 3 tiếng là có thể cho ra những mẻ chè thành phẩm và chất lượng thơm ngon. Sau khoảng 15 phút ở máy vò, chè sẽ được cho ra mẹt và rũ tơi như thế này. Thơm quá anh ạ. À. Không biết là trong tất cả công đoạn thì công đoạn nào là quan trọng nhất ạ? À? Công đoạn đầu là quan trọng. Công đoạn không nâng hầu trường, nói chung là công đoạn nào cũng quan trọng chị ạ. Vâng. Bắt đầu từ công đoạn diệt men đến công đoạn làm nguội đến vò, xong làm khô. Công đoạn nào cũng quan trọng. Mới chỉ ở giai đoạn vò thôi em đã ngửi thấy mùi rất là thơm rồi. Vâng. Chắc chắn là khi thưởng thức sẽ rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vâng. Và... tiếp tục công việc, chè sẽ được cho vào máy sấy lần 2 rồi lần 3. Cứ như vậy, sau khoảng 3 tiếng đồng hồ, những mẻ chè San Tuyết thơm ngon đã được ra đời. Chè San Tuyết ở Hồng Thái hiện đang được phát triển 3 dòng sản phẩm chính. Đó là chè San Tuyết một búp 2 lá, chè San Tuyết một búp 1 lá và loại cao cấp nhất là chè San Tuyết một búp. Với quy trình sản xuất khép kín, sau khi đóng gói thành phẩm, mỗi kg chè loại một búp 2 lá sẽ có giá khoảng gần 300.000 đồng. Riêng loại chè San Tuyết một búp sẽ có giá khoảng 5 triệu đồng 1 kg. Đây cũng là sản phẩm từng được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chọn làm quà tặng Thủ tướng Malaysia trong chuyến thăm hữu nghị Việt Nam năm 2019. Cái vui mừng không thể tả xiết được. Xong lúc khoảng xong thời sự một cái thì thực sự là lúc đó thì
Và như thế là hợp tác xã mình có một cái động lực rất là lớn, nên là các thành viên từ nay trở đi là cùng cố gắng, rồi một ngày nào đó hợp tác xã sẽ lớn mạnh. Cây chè San Tuyết đã và đang giúp nông dân Hồng Thái cải thiện đời sống. Không những vậy, vùng đất này còn được thiên nhiên ưu ái khi là vùng cao duy nhất của tỉnh Tuyên Quang trồng được trái lê. Trái lê trong những năm vừa qua đã giúp nông dân có nguồn thu nhập tốt. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, cây lê cũng là một trong những loại cây trồng mà đã đem lại hiệu quả kinh tế rất cao cho bà con ở Đồng Thái. Và ngày hôm nay thì tôi đã cùng chị Mai đi phát cỏ để chuẩn bị là bón phân cho lê. Bởi vì là chỉ khoảng một tháng nữa thôi thì lê sẽ cho thu hoạch. Và lúc đó thì gia đình chị Mai sẽ có một nguồn thu nhập rất là khá, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, bây giờ thì tôi và chị Mai sẽ đi phát cỏ cho những cây lê này ạ. Xin mời quý vị. Đi thưa chị. Nhận thấy khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, cây lê được chính quyền huyện Na Hang vận động bà con trồng từ năm 2001 với diện tích trên 25 hectare. Sau 20 năm phát triển, hiện cây lê là một trong những cây trồng chủ lực và cho thu nhập khá tại địa phương. Chỗ này phải đến 20 cây ý chị nhỉ? Nói đến trồng nhiều phải 100 cây. Vâng. Tức là cây lê từ trước đến nay đã là cây trồng chính và cho thu nhập cho bà con, đúng không ạ? Vâng. Em thấy cái diện tích lê thì nó trồng rải rác chứ nó không tập trung, đúng không ạ? Đúng rồi, bởi vì đất ở trên này nó không được bằng như ở dưới đồng bằng. Đất đồi ấy thì nó dốc, có nơi thì dốc. Em thấy là cái trái lê của chúng ta thì nó rất là khác so với trái lê của Trung Quốc vì nó nhỏ hơn. Không biết là cái vị của nó như nào bởi vì bản thân em cũng chưa được thưởng thức. Chưa được thưởng thức đúng không ạ? Rất là tiếc là em đến đây đúng cái dịp mà trái lê chưa cho thu hoạch nên là em cũng rất háo hức được thử nó. Vào mùa thu hoạch, mỗi kg lê được chị Mai bán cho thương lái với giá 15-20 nghìn đồng một kg. Như vậy, vườn lê sẽ giúp gia đình chị Mai có thêm thu nhập từ 15-20 triệu đồng mỗi năm. Ví dụ khoảng bao nhiêu lâu thì cây lê sẽ cho thu hoạch hả chị? Mình chăm tốt thì sau 5 năm là cho quả rồi. Bởi vì cây chị trồng bên kia thì sau 5 năm được thu quả rồi mà. Nó có quả rồi. Vâng. Hình như là em thấy là xã cũng đang quy hoạch có thể là phát triển vùng trồng lê của chúng ta thành cái vùng du lịch đấy. Không biết là các chị có biết cái thông tin này không ạ? Chị có ạ. Và con có đón nhận cái thông tin này như nào, có háo hức không? Mọi người đăng ký trồng rất là nhiều. Vâng, nhưng mà nó còn bé. Như đợt vừa rồi trồng thì nó cũng chỉ cao tầm này hoặc cao hơn thôi. Hoặc cao tầm chị. Từ khi mà phát triển cái vùng trồng lê nhiều như thế này thì không biết là cuộc sống của bà con có thay đổi nhiều không hả chị? Tất nhiên là cuộc sống của bà con nó đỡ hơn nhiều chứ ạ. Không còn lạc hậu với lại nghèo như ngày xưa nữa. Vâng. Thay đổi như nào bản thân chị thì cảm nhận rõ hay không? Chị cảm thấy là cuộc sống bây giờ có thu nhập rồi, mình có thể mua sắm những gì mình thích ạ. Nhưng ngày xưa thì làm gì có tiền mình đi chợ búa mua cái này cái nọ đó. Bây giờ có thể là mình bán lê, mình sắm sửa quần áo này, với lại đồ dùng của trong gia đình. Cuộc sống bớt khó khăn hơn đúng không? Có thêm nguồn thu nhập từ loại cây trồng bản địa, những nông dân như chị Mai còn vui mừng hơn khi vào thời điểm hoa lê nở, Hồng Thái được khoác lên mình một màu trắng xóa của hoa lê. Từ đây đang nhen nhóm hình thành việc phát triển du lịch cộng đồng mới. Chị Mai cũng đang hy vọng địa phương mình sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách phương xa trong những năm tới. Đến mùa hoa lê thì khách thì cũng thấy lạ, thì rất là thu hút khách, cũng rất là đông. Ví dụ như năm nay thì cái vụ hoa lê vừa rồi còn không có chỗ ăn ngủ nghỉ cho khách ạ, rất là đông. Hiện xã Hồng Thái có hơn 3.000 gốc lê, trung bình mỗi gốc lê cho thu hoạch 20 đến 50 kg quả. Đến vụ, lê được bán với giá 20.000 đồng một kg. Vì vậy cuộc sống của nhiều gia đình trồng lê ở Hồng Thái đã được nâng cao. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài một số những cây trồng bản địa như cây chè San Tuyết rồi hay là những cây lê thì hiện nay bà con ở khu vực Hồng Thái cũng đang xuất hiện một vài loại cây trồng mới, đó là cây dược liệu. Đây chính là một trong số những cái loại vườn dược liệu mà hiện nay đang rất là tốt và cho thu hoạch ở Hồng Thái. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ đi tìm một số bác nông dân để tìm hiểu xem là cái cây dược liệu đã thay đổi cuộc sống của bà con đây như thế nào. Xin mời quý vị nhé. Chào mọi người ạ.
Mọi người đang làm gì đấy ạ? À? À, mọi người đang thu hoạch quả ạ. Hình như đây là cây cắt cành đúng không ạ? Thời điểm này, bà con thôn Nà Kiếm đang thu hoạch hạt của cây cắt cánh để làm giống. Từ những diện tích trồng lúa kém hiệu quả, 2 năm trở lại đây, nhiều gia đình đồng bào thiểu số như chị Yến đã chuyển đổi sang trồng cây dược liệu để cung cấp cho doanh nghiệp. Chị Yến ơi, em thấy là cây dược liệu này bắt đầu mới vào ở xã của chúng ta mới thôi đúng không? Không biết là nó được trồng từ lâu chưa? Trồng từ năm ngoái. À, từ đầu năm ngoái à? Là đến nay được khoảng gần 2 năm à? Vâng. Không biết là cái cây trồng này khi mà bắt đầu được đưa vào thì bà con tiếp nhận như nào? Bà con có thấy mới lạ hay không? Ở trên này thì nước thì nó không có, ở đầu nguồn thì ít nước ấy. Nên là trồng lúa nước, ở trên này toàn trồng lúa nước nên là nó trồng lúa nó không hiệu quả lắm. Nên là bọn em muốn thay đổi cây trồng ấy. Thì không biết là từ năm ngoái hôm nay thì bà con thấy nhận thấy là cái cây dược liệu này phát triển tốt hay không? Và bà con đã có cái thu nhập gì từ cây dược liệu hay chưa? Đây là năm đầu tiên nên là bọn em không biết hiệu quả nó như nào. Nhưng mà bây giờ bọn em đang thu hoạch quả như này, thấy nó cũng tốt. Tuy nhiên là chúng ta vẫn chưa có những đánh giá cụ thể về thu nhập vì mới là năm thứ 2 đúng không? Rồi, em cảm ơn chị. Không biết là việc chăm sóc những cây dược liệu này có khó hay không ạ? Cũng khó ấy. Khó như nào? Vì là cũng có nhiều sâu bệnh ấy. Xong là loại này thì chăm sóc nó cũng dễ thôi, nhưng mà trên cây cắt cây đan sâm kìa, cây bạch chuột đấy. Cái bạch chuột là chăm sóc khó nhất ấy. Xong là cây đấy thì không chịu được nước ấy. Cứ mưa đến 1-2 hôm là nó kiểu nó chết đấy. Nó lá nó cứ vàng dần xong là nó chết ấy. Chăm sóc rất là khó. Vâng, cây bạch chuột là chăm sóc khó nhất. Xong nhưng mà cây này thì chăm sóc nó rất là dễ. Trước đây mình chỉ nghĩ đến trồng lúa nước thôi. Bây giờ mình chuyển sang trồng một số loại cây trồng khác thì mình cảm thấy như thế nào? Chắc là nó tốt hơn vì trồng lúa nước em chủ yếu là trồng để ăn thôi. Nên là không có thu nhập gì ấy. Trồng cái này thì nó cảm thấy nó tốt hơn. À, vâng, thưa quý vị, thưa các bạn ạ. Đây mới chỉ là năm thứ 2 những cái cây dược liệu này cho thu hoạch. Chính vì vậy mà bà con ấy vẫn chưa đánh giá được cái hiệu quả kinh tế của nó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là với cái sự phát triển rất là tốt, phù hợp với khí hậu như này thì bà con sắp tới sẽ có những cái nguồn thu nhập ổn định hơn so với trồng lúa nước truyền thống là chỉ phục vụ cho việc là ăn uống. Và em hy vọng rằng là mọi người sẽ có thu nhập khá hơn từ cây dược liệu ạ. Và em cảm ơn chị. Dù mới chỉ là năm thứ 2 triển khai, nhưng với những người dân ở thôn Nà Kiếm, cây dược liệu có thể sẽ trở thành cây thay thế hiệu quả khi mà hiện nay đã có một vài doanh nghiệp liên kết đầu ra với giá trung bình khoảng 17.000 đồng một kg. Cái thứ nhất là cái đầu ra là công ty đã có nhu cầu để thu mua tất cả các sản phẩm để bà con sản xuất ra. Còn cái quy mô muốn phát triển thêm đấy thì cũng phải hướng xã tới này sẽ xem xét lại các điểm mà nguồn nước thiếu thì sẽ chuyển đổi hết để trồng cây dược liệu để đảm bảo cái thu nhập hàng cuộc sống cho bà con hơn. Hồng thái đang thay đổi từng ngày. Dù bắt đầu hình thành những vùng cây trồng mới, nhưng những cây chè san tuyết vẫn đang là cây trồng chính mà thiên nhiên đã dành tặng cho bà con nơi đây. Trân quý món quà này, đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang chăm sóc, nâng niu và gìn giữ. Những cây chè phủ xanh, những triền đồi trên núi đang mang tới cuộc sống no đủ hơn cho bản làng.